Rồi, tới ghế rồi chị. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Ok. Rồi, bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân mình ạ. Kính thưa các anh chị em, cô bác nội ngoại Sài Gòn, con tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, quê quán ấp 4 xã Ba Sao, thành phố Cao Lãnh, làm nghề thợ cắt tóc và bán linh kiện điện tử. À, 45 tuổi, đang sống ở thành phố Cao Lãnh. Mời chị gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Diễm, em đến từ Cần Thơ và hiện nay em 40 tuổi ạ. Dạ, là mình sinh năm bao nhiêu? Trên giấy tờ thì là 79 chị, nhưng mà thực tế thì em 80, nghĩa là em tuổi khỉ. À, hiện nay em là giáo viên dạy cấp 3. Cần Thơ qua Cao Lãnh bao xa? Cần Thơ qua Lãnh chắc cũng gần. Đi đường cao tốc đi xuống Tiền Giang đi về Cần Thơ. À, biết đường đi gì mà không biết nhiêu cây. Vậy hả? Rồi, vậy là thí dụ giờ hai anh chị quen nhau thì bao lâu anh có thể xuống thăm chị được một lần? Nửa tháng xuống lần. Nửa tháng xuống lần. Dạ. Số ít vậy, gần mặn tuần xuống lần đi. Anh là chủ tiệm luôn hay là chủ sao? Tiệm. Chủ tiệm. Tiệm mình có thợ không? Có học trò mà nó ra nghề hết. À, bây giờ có mình nên là chưa có học trò mới. Vậy là mình đi đâu có được nhiều, đi là phải đóng cửa tiệm đó phải không? Đi phải đóng. Tại vì tiệm là hoạt động suốt tuần luôn đúng không? Thứ bảy chủ nhật là mệt lắm, khách đông. Thứ bảy chủ nhật là khách đông. Còn công chuyện của mình làm thì cái giờ thời gian nó như thế nào? À, em làm suốt chị, em nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghĩa là em dạy luân phiên suốt trong các ngày trong tuần á. Dạ, nếu mà thời gian vậy rồi anh vậy rồi làm sao mà anh, ví dụ giờ anh có bạn gái thì anh đi chơi với bạn gái ở cái thời điểm nào để mà mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân? Đó thì nghỉ đi tao bình thường có gì đó. À, nghỉ đi bình thường. Nghỉ một tháng đi cũng không sao. À vậy đó hả? Thế cho em hỏi một xíu là giờ kinh tế anh đã ổn định chưa? Anh có thể lo cho vợ con được chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Dạ. Thế anh nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của anh trong cuộc sống là gì? Em xin nói về điểm mạnh. Dạ. Em thuộc tiếp, biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu em đã kiên định đeo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra em có sở trường biết hát, biết làm nhân quỷ gia đình nữa chứ các bạn. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Đây là có thơ luôn ha, anh làm thơ hay sao vậy? Không có, tại vì nghĩ ra vậy thôi. Nghĩ ra, nhưng mà anh có viết ra, anh đọc trước, anh nhẩm, anh học trước không? Mà sao anh nói nó trôi chảy mà nó hay, líu lo như anh đang hát vậy? Cũng có viết ra. Có viết ra? Dạ. Rồi, nghĩa là anh rất nghiêm túc với cái buổi hẹn hò ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ. Thay mặt chương trình cảm ơn anh nói hay quá. Mình nghe kịp không nha em? Dạ kịp chị. À, rất là dễ thương. Cũng nhanh. À, nói nhanh nhưng mà nó có vần có điệu lắm. Dạ. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? À, điểm mạnh của em thì trong công việc em nghĩ em là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành những cái công việc mà được giao nè, có tính cầu tiến. Ừ. Còn về trong cuộc sống thì em biết nấu ăn và em là tiếp người của gia đình. Ừ. Như mà cho hỏi một câu vẫn tò mò bên đây. Vậy là anh thường hay coi chương trình lắm hả? Dạ thường coi lắm. Anh biết em hỏi câu gì luôn cho anh chuẩn bị sẵn đáp án luôn hả? Thấy chị mê gì đem cho chị luôn. Biết Tường mê gì đem cho Tường luôn. Ủa dạ là Tường mê gì đem gì cho Tường vậy? Thấy coi trên mạng chị Tường nói là chị thích uống chanh muối nên là chương trình cho hai cái em làm chanh muối đem tặng cho các Tường. Trời ơi dễ thương quá. Một trái đó chị uống 4 ly nha, để uống gì uống một trái rồi quay quay nữa mặn nha. À rồi rồi, cái em hiểu rồi. Thường thường làm cho những đứa em bán cà phê. Dạ. Mình bán gì mới có lợi, với quậy một trái rồi tới giờ lại cho em. Rồi hiểu rồi, chất lượng nói chung là nước cốt đậm đặc đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh. Bây giờ em hỏi chút xíu về tình duyên nè. Hiện tại anh đang sống với ai vậy? Điểm yếu chưa nói hả? Ờ điểm yếu chưa nói à? Quên, nãy bài thơ mới có điểm mạnh nè. Dạ, điểm yếu. Em nói điểm yếu, tính em hay suy nghĩ và đôi khi mất bình tĩnh vậy. Hồi hộp, mất bình tĩnh. Yeah. Hay suy nghĩ nữa. Hay suy nghĩ nữa. Suy nghĩ về cái gì ạ? Thì tuổi này nó chưa có gặp cái gia đình này kia cũng suy nghĩ cũng rất nhiều rồi. Rồi vậy bây giờ em hỏi tình trường anh đó. Bây giờ là anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua một mối tình, có yêu một cô giáo dạy trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Thọ được 6 năm. Em chia tay hơn 1 năm. Em cho cô giáo đó rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng cô giáo cứ hững vô tâm quá nên em đành dừng lại hai chữ gian dở. Sao mà thí dụ mình thấy không hợp thì mình chia tay sớm anh, sao để tới 6 năm mà cuối cùng vẫn chia tay? Thấy cái cô đó thì cũng chịu nhưng gia đình ngăn cản. Gia đình cổ á. Gắn đèo thì rồi còn có sửa đổi gì không? Nhưng mà tại sao gia đình cổ ngăn cản, biết không chịu anh chỗ nào? Cũng lớn tuổi rồi vậy đó, xưa gì bị mổ vô nang vậy đó, họ không lấy chồng được, lấy chồng sao không có con, lấy chồng chi? Mà hỏi cổ, cổ nói cổ vẫn có con, tại gia đình nói vậy đó. Mà chia tay cổ được bao nhiêu năm rồi? Chia năm mấy rồi? Chia năm mấy giờ cổ có chồng có con gì chưa? Không, chưa có chồng, không có chồng luôn. Không có chồng luôn. À. Quen 6 năm. À. Một mối tình. Cũng lâu lâu là cũng gặp nhau này kia, cũng nói chuyện bình thường không có gì hết. Nhưng mà em hỏi thiệt cái này hơi, tại vì anh cũng có tuổi, lớn tuổi rồi. Nên em hỏi cái chuyện này nó cũng không có gì mà gọi là sai quấy hết. Em quen 6 năm nhưng mà anh với chị có ở với nhau không? Dạ. Không ở sao biết không có con? Tại anh không ở hay là tại chị không, không cho có, anh ở? Gia đình nó chỉ bị mổ u nang. Nang thì... Chứng.
mà cổ sao cổ nói cổ vẫn được. Mà con gia đình nói vậy mà cổ nói chỗ còn. Mà sao anh chị cũng lớn tuổi rồi mà quen 6 năm mà mình không có sống thử với nhau trước hả? Không có luôn, có đi chơi từng đi ăn gian đi lắm mà không có. Cổ tách cổ khó lắm. Cổ khó hay là tại anh không có tấn công? Không có, cổ khó chứ khó tấn công mà cổ khó. Sao anh không xin xỏ? Không được. Dạ, là quen một mình anh thôi đó, 6 năm là một mình anh đó. Anh cũng là một quen có một mình cổ chứ nhiêu. Dạ. Như vậy em hỏi thiệt anh nè, là anh có cái gì quan hệ với ai đó trước hôn nhân chưa? Dạ chưa. Là có nghĩa là anh có biết là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó chắc biết mà cái đó chưa có thử. Biết mà chưa thử có nghĩa là chưa biết. Là 45 tuổi là còn zin. Em nói thiệt, em nói giỡn mà thiệt hả anh? Nói thiệt. Thiệt luôn. Dạ. Em không dám làm vậy thôi chị ơi. Thằng vợ này lỡ rồi để đứa con ra, không có ra tội nghiệp. Trời ơi, 45 tuổi còn nguyên si bà xì. Rồi có mận ăn gì được không anh? Anh nghĩ sao? Được, chắc được chứ, chắc được chứ. Chắc thôi đúng không? Còn khỏe lắm hả? Sao anh biết anh khỏe? Anh chưa làm chưa sao biết anh khỏe? Anh dựa trên cơ sở nào anh biết là anh khỏe? Gia đình trước á, cha mẹ còn sống á, thấy mẹ và con có vợ dắt đi khám thử. Cái bác sĩ nói này nó bình thường, không có gì chơi, mà tại nó không chịu lấy vợ. À, là có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói khỏe. Khỏe, cha mẹ nó nói sao lớn tuổi này cứ vậy, đem cưới cậu vợ nó cầm lưng mà nó không chịu. À, nhưng mà anh thích phụ nữ không? Thích. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, anh có rạo rực trong người không? Rạo rực chứ. Hoang mang quá, để tôi xem lại. Có gạo rực. Có gạo rực đúng không? Rạo. Rồi, tới bên em. Nếu như mà nói tình chính thức á, thì em chưa có mối tình nào là chính thức chị. Là sao? Có nghĩa là hồi thời em sống ở dưới quê á, năm 17, 18 tuổi gì đó thì cũng có một cái mối tình mà kiểu trẻ trâu á. Rồi sau đó thì em lên Cần Thơ em sống, thì em đi học, em đi làm, ra trường rồi xong rồi thì cũng có quen một, hai người. Mà cũng chỉ cao lắm là 6 tháng mà em dừng lại tại thấy không phù hợp. Nhưng mà có gì sâu đậm chưa? Em nghĩ là chưa, cũng chỉ nhắn tin qua lại rồi nói chuyện rồi gặp một hai lần rồi thôi. Vậy là không lẽ em cũng giống như anh bên đây hả? Trời ơi, sao vậy? Sao phí tuổi xuân vậy hai bạn? Trời ông trời, để cho hai bạn dành cái thanh xuân đó để dành cho nhau. Nếu mà một người từng trải mà gặp một người như vậy thì đơn hai người có người thiệt thòi, còn hai người không biết gì trơn luôn. Công bằng, trao cả thanh xuân cho nhau, được không anh? Dạ được. Nếu được bao giờ mình quen nhau hợp lý thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Hết năm nay. Hết năm nay. Em thí dụ em có chịu qua cái câu lãnh để sống với ảnh không? Nếu mà được. Trước kia thì em có cái quan niệm là có thể em sẽ trả lời với chị là không được. Tại vì em có quan niệm là em lập nghiệp ở Cần Thơ. Ừ. Nhưng mà những năm gần đây thì em đã thay đổi cái suy nghĩ. Em nghe chị Tường nói nhiều. Đúng rồi, lấy chồng là phải theo chồng. Với lại đừng nói không, tại không yêu á. Dạ. Yêu cỡ nào cũng theo hết trơn á. Dạ. Chị là cuốn gói theo trai luôn, mà tại không có trai nào để cuốn gói theo thôi. Dạ. Không có gì xấu hổ chuyện đó hết á. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, với lại hai bạn giờ phí nhau quá, phí thời gian quá rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, anh 45 tuổi nè, chưa vợ nè, có nghĩa là hồi đó giờ anh lo làm ăn không à? Giờ anh có của có vốn gì không? Anh nói em nghe coi, để làm sao mà người phải lo được cho vợ con người ta mới chịu làm vợ anh. Có dư chút đỉnh. Dư chút đỉnh là cái gì? Giờ anh có nhà riêng chưa? Dạ có. Có đất đai gì thêm không? Có đem bằng phát hay không? Đem cái bằng phát, đem sổ hả? Sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi nhà. Trời ơi, hay quá anh ơi. Lần đầu tiên em thấy có người tham gia chương trình mà có sổ đỏ luôn nè. Trời đúng rồi nè, này cái khai sinh. Hộ khẩu chứng minh luôn, giấy khai sinh luôn. Quá xuất sắc. Sẵn sách ly luôn ha. Trời anh này mà không lấy ai nữa đây trời. Thửa đất số 76. Đó. Diện tích 172.7m2. Quá dữ. Đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng là lâu dài nha. Được công nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Tặng cho ông Nguyễn Văn Hùng. Của ai tặng cho anh vậy anh? Lát con già cha mẹ để ông anh đứng tên rồi ông anh phải chỉ nhượng. Có nghĩa là của cha mẹ để lại. Chia cho mọi người là bao nhiêu dư. Dạ, tóm lại là đất cha mẹ để lại. Dạ, đang dạ. Để lại. Là cái này là hiện tại anh đang ở đây luôn hay là? Hiện tại đó nữa rồi. Vậy cái này là cha mẹ để lại, còn cái gì anh tự làm ra đâu anh? Tiền mặt nào anh để đám cưới đồ này kia? Dạ, có chứ chị. Vốn làm ăn đồ nhiều khi vợ bỏ xứ theo mình á, thì đến nơi mình phải tạo một cái công việc ổn định cho vợ. Ví dụ mở cái tiệm gì nhỏ, đủ khả năng không anh? Có tính mở quán cà phê cổ. Cà phê cổ. Vốn nặng lắm à. Không có, có chuẩn bị bàn nhiều lắm rồi. Có chuẩn bị rồi. Bàn cổ. Bàn cổ có luôn hả? Có luôn. Nhà vậy ổn chuẩn rồi ha. Chuẩn bị biết gì không? Chuẩn bị em chuẩn bị mơ cái chân mấy mai. Mình có mặt bàn nè, em mở quán phơi cổ nhặt. Ai thích nhặt trầm đến uống. Ồ. Có kế hoạch tương lai rõ rệt. Được. Rồi, bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Anh diễn tả em nghe coi. Có mái tóc dài, có giọng nói dễ thương chút được rồi.
trở lại, mét sáu trở lại. Mét sáu trở lại là được. Thế còn chị, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh ấy là phải có công việc ổn định, chị, nghiêm túc, chân thành, biết đối nhân xử thế. Có cần ngoại hình sao không? Về chiều cao thì có thể từ 1m65 trở lên cũng được. Mọi cái khác thì chắc do cảm xúc ban đầu nhìn thì... Coi thử coi trong ba anh này anh nào là ảnh vậy? À, cái người sao mờ quá em. Rồi bốn người luôn thì lựa đi, em cũng không biết luôn nữa. Có cổ ở trọng đó. Đây. Tại sao anh chọn cô đó ạ? Cô này. Dạ. Tại sao anh chọn cô đó? Thấy cô đó cũng lứa tuổi cũng cỡ hàng 40 mấy. À, em chọn ai? Cái hình này anh chụp mấy năm rồi anh? 20 năm. Trời ơi, giờ ông đi lấy vợ 50 tuổi, 45 tuổi ông đưa hình năm ổng mới có 25 tuổi à. Em nhìn. Anh nhìn. Nào? Em chỉ đâu? Kệ, kệ, hốt luôn em ơi. Rồi, mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. 1 2 3 sao nè trúng hay cật nè. Chào anh. Rồi, nhân ngày kỷ niệm anh với em gặp mặt với nhau anh không có gì quý hơn. Có anh có mang theo tấm lòng và bó hoa hồng sáp mang từ phương xa đến tặng cho em. Tuy là đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm em đã nhận bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà em gửi. Cảm ơn em. Dạ này em gửi cho chị. Ôi chị cảm ơn em nha. Có tấm lòng nhé nè. Cái hộp này em sẽ hộp của bó hoa. Anh biết là những quỹ gia đình anh có làm cho xin muốn. Ủa nãy nghe cái đó là của chị Tường. Không có, chị Tường là ghi. Tường riêng, ta chu đáo lắm. Rồi chị Tường cảm ơn nha. Em cảm ơn anh nha. Có món quà này là để tặng cho chị Tường. Chị Tường chị dùng cái này chị nhớ đến chương trình và có cắt cho chị rồi thì thôi khỏi coi đi. Coi cái này khỏi coi ha. Khỏi này khỏi coi mãi là biết rồi. Cái này là xài 50 năm cũng hư. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi không biết cái gì mà cho là thích rồi là quý rồi cái đã. Cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi một câu nè, sao nãy anh tặng bó hoa cho chị mà anh xúc động anh muốn khóc luôn vậy, lý do gì? Xúc động nào giờ chưa có nào cầm bó hoa để tặng cho một người nào hết. À em hiểu, em rất là trân trọng cái cảm xúc đó. Em có cảm nhận được không? Dạ em có. Rồi chị cũng hy vọng rằng là hôm nay các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thật là hiểu ý nhau. Hai người thật sự luôn là những trường hợp rất đặc biệt và đã có tuổi rồi. Hy vọng là hôm nay các bạn tìm được một tiếng nói chung. Anh có món quà gì muốn tặng, món quà tinh thần ngoài những món quà vật chất này không? Em là hát được. Rồi mời anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao cho em. Ngày nào đã quen nhau, mình chung hướng về, mình chót trao nhau đầu cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù buổi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Hay quá. Em làm lại một khúc liền. Anh hát bài đó cái tựa quen mà anh hát chị nghe bài hát mới luôn á. Sửa anh chút rồi, sửa cho nó. Em đến từ Cần Thơ cho nên chắc em hòa một cái đoạn nhỏ, một cái câu nói về Cần Thơ nha. Rồi. Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi ngọt ngào quá, cặp đôi này xứng đôi ghê. Thôi được rồi, màn gặp nhau rất là ấn tượng, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rất tốt ngày hôm nay. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ xin mời các bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượn. Rồi bây giờ Tường xin mời hai anh chị nha, thưởng thức một món ăn ngon, rất đặc biệt của nhà hàng. Đây là cơm thố bò Wagyu. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai anh chị, em đi cất quà đây. Dạ em cảm ơn chị. Thôi em quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì trong tình yêu thì cần có sự chân thành và nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ. Rồi nãy giờ anh thấy em cũng có trách nhiệm đó. Để trong công việc có chí cầu tiến. Đây là những trong những điều anh đang kiếm tìm. Còn nữa còn là anh đánh giá rất cao. Quan niệm sống của anh á, hãy từ từ mà sống. Chọn dội cho mình một người để phá lấp nỗi cô đơn đó. Anh sẽ tìm cho mình một trái tim này có cùng một nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, biết chia sẻ, biết hy sinh, dung dắt chia đắp cho hạnh phúc của nhau. Và cùng anh đối diện khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi mình gục ngã thì người đó cố gắng động viên mình lên. Nhà anh là bao mấy anh chị em? À, 7 anh em. 7 anh em, anh là thứ mấy? Thứ 6. Còn bố mẹ? Bố mẹ mất hết. Có anh em đông sợ không? Dạ không, bình thường.
Nhà em thì ba chị em, em là lớn, hai đứa em. Anh có hút thuốc? Dạ không. Uống rượu biết uống mà, như đám tiệc uống chút đỉnh thôi chứ không uống nhiều. Dạ. Uống rồi dẫn về dẫn hết. Tôi nói tụi này nó đi đám chị nó còn hết tóc kìa. Mình biết uống nhưng mà giống như là mình phải có điểm dừng. Dạ, được điểm dừng đúng rồi. Phải có điểm dừng. Ồ, cơm ngon không chị? Dạ ngon. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Anh ăn món này lần nào chưa? Thiên này chắc chưa ăn. Chưa ăn lần nào ha. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình có trao đổi gì về cái chuyện quan điểm về tình yêu, về hôn nhân chưa? Vợ đi dạy mình nha, ông nhà nấu cơm, giặt giũ này nọ rồi, cho vợ. Dạ. Rất đơn sơ mộc mạc ha. Anh nghĩ anh có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Anh có phải là mẫu người gia đình, anh có sẵn sàng giúp vợ trong công việc gia đình không? Dạ sẵn sàng. Giặt đồ nấu ăn được không anh? Dạ được, nấu ăn giỏi. À vậy hả? Anh nấu ăn giỏi là một chuyện, mà anh có chịu nấu ăn cho vợ không là chuyện khác. Chịu nấu chứ. Dạ. Nếu được thì em nghĩ bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thì chị biết ở tầm cỡ tuổi này thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Cái thời gian nhiều khi nó cũng không có quyết định gì, tùy theo cái lúc đó là mình sắp xếp như thế nào về công việc, về tình cảm đó chị. Trên tay tường có hai lá thăm dành cho hai bạn. Hai bạn hãy đọc lớn yêu cầu ở trong này và hãy thể hiện theo những cái gì ở trong này yêu cầu nhé. Đây là một cái cách để cho các bạn có thể thoải mái hơn, để có thể tiếp cận với nhau và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn gái đọc trước đi ạ. Hãy thuyết phục bố mẹ hai bên đồng ý cho hai bạn cưới nhau. Nhưng vì cả hai ở tuổi thế hệ 7X nên bố mẹ từ chối, bạn sẽ làm gì để thuyết phục? Hiểu rồi. Rồi hai bạn đứng lên. Thời gian qua thì con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều. Cho nên là khi tụi con có quyết định đến với nhau thì tụi con sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà tụi con quyết định. Ba mẹ yên tâm. Còn anh muốn nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ? Mình không đồng ý rồi đó, mình nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ nè? Con chào hai bác. Nếu Diễm mày đồng ý bấm nút với con á, thì dù cho hai bác không chịu con đi nữa, con gắng về Cần Thơ, con thuyết phục hai bác làm sao cho bác gả Diễm cho con. Con hứa. Con hứa, con sẽ lo cho Diễm suốt quãng đời còn lại nè. Đó, rồi cảm ơn. Rồi hy vọng sẽ chờ được cái lời trả lời của hai bác nha. Rồi về chỗ đi ạ. Thôi anh ngồi xuống, em ngồi xuống đi. Bây giờ đến anh. Massage cho đối phương mỗi 1 phút. Nam massage cho nữ vì nam làm nghề cắt tóc massage. Rồi, wow. Biết không đó. Rồi em ngồi dựa vô ghế đi em. Thư giãn 1 phút ảnh qua massage cho em. Sướng quá. Ước gì giờ có chàng trai nào cũng massage cho tôi. Trời ơi. Trời ơi mạnh quá. Không có không gì, thấy gì nó không nè. À vậy hả? Về nhà, mai mốt lấy nhau về tối tối được massage sướng nha. Bonus thêm, trời ơi, ráng thêm nên thấy hợp thường ghê vậy đó. Dạ, em đúng rồi. Em cảm nhận sao cưng? Ngó nghề của anh điêu luyện không cưng? Tại vì thường em đi thì em đi massage nữ không à, cho nên làm nhẹ nhàng, còn này mạnh quá, mạnh quá. Anh hơi bạo lực quá, có hồn. Dạ, anh chưa quen. Nhưng mà hơi tay nghề có vẻ là cũng điêu luyện, phải không? Dạ. Bụp 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 bụp, phải không? Dạ. Thôi bây giờ nè, mời em hôm nay anh đi, em thấy là gia đình đi theo, mình cũng có gia đình đi theo đúng không anh? Có đi cháu. Dạ, bây giờ mình em có thể mời gia đình anh vào để hỏi ý kiến cháu một chút xíu nha. Rồi mời em, cả gia đình luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ nghe câu chuyện của cậu, vậy là coi như là mở ha, mở tương lai đi. Dạ, dạ. Thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng thấy cũng xứng đôi. Nhưng mà sao? Em cũng muốn là chị này về làm mợ em. Cái ý từ trong tim em là vậy. Tại vì cậu em nói chung là từ đó giờ nói chung là chỉ biết cần cù làm, chỉ biết làm vậy thôi. Nhiều khi nó trôi qua cái thời gian, nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc cho cậu. Đúng cái rồi. Thời đã qua. Chị cũng muốn lắm đó, dạ. Mà chị cũng không biết là mợ đang suy nghĩ gì, mình cũng khó đoán. Dạ. Nhưng mà ví dụ nha, chị nói ví dụ mà mợ đồng ý đi. Hôm nay mà cậu mợ cho nhau một cái cơ hội thì em ở nhà có gì em đốc thúc cậu thêm một chút được không? Dạ. Em có vợ con rồi, mặc dù em nhỏ nhưng mà em đã có vợ con, em có kinh nghiệm, tình cảm cậu nhiều, cậu yêu thương nhưng mà cậu chưa biết cách thể hiện. Em có thể hỗ trợ cậu mình không? Để cho nó nhanh, thúc đẩy cho nó nhanh tiến tới hôn nhân được không em? Dạ được. Vậy nha. Rồi, em có muốn nói gì với mợ không nè? Em nói mợ một câu đi nè. Con cũng thấy mợ thì cũng tốt, cậu cũng tốt, nhưng mà ai cũng tốt hết. Nhưng mà phải cố gắng mài dũa cho nó ăn khớp với nhau, cái nó thành một cái gia đình được chứ mình tốt
bên đây tốt mà không ăn khớp nhau cũng không được. Cháu rất là nhiệt tình, nó cảm xúc thật sự, nói từ trái tim luôn đó. Chị nghe chị cũng rất là xúc động. Hy vọng rằng là với cái nhận xét của cháu mình thì hai cậu và mợ hay suy nghĩ kỹ để trước khi mình đưa ra cái quyết định của mình nha. Rồi, cảm ơn gia đình của em nha. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả. 30 giây nhìn nhau đi ạ. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, ai muốn nói gì cũng được. Cảm xúc hiện tại, suy nghĩ hiện tại, mong muốn bất cứ điều gì. Anh với em đến đây là coi những cái duyên, nên mình nên cho nhau cơ hội để anh nắm tay đi này là hết quãng đời còn lại. Em cảm ơn anh, em cảm nhận anh rất là chân thành, em chân quý cái điều đó. Được rồi, cảm ơn hai anh chị. Bây giờ tao đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh xuống, không đồng ý lấy tay ra. Nhá, quyền quyết định là của anh chị. Tường đã làm hết sức, chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Còn mình có chấp nhận đi đến với nhau để tìm hiểu, để mà nắm lấy cái cơ hội này hay không là quyền của anh chị nhá. Đặt tay vào nút bấm đi ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, hãy đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cậu cũng bấm rất chậm vậy cậu? Tại sao cậu bấm chậm vậy? Không, nó biết Diễm có bấm không? À, suy nghĩ không biết Diễm có bấm hay không. Thế còn Diễm, sao Diễm lại không bấm nút? Trong khi là Diễm cũng cảm nhận là anh ấy rất chân thành. Giống như chắc em chưa có thấy được cái cảm xúc đó. Anh chân thành, anh hiền, anh tốt. Em cảm nhận và em trân quý cái điều đó. Mà thấy anh chia sẻ có một vài cái thì em thấy cũng chưa dứt khoát lắm. Ra em cũng nói chung là chưa có cảm xúc. Ngay cả cái quyết định bấm nút mà anh cũng chần chừ nữa. Mình thích là mình bấm thôi, còn Diễm bấm hay không là chuyện của Diễm. Anh lần sần có thể là trong cái câu chuyện hai người nói, đôi lúc Tường không nghe rõ, Tường ra ngoài, nhưng mà có thể là anh chưa thuyết phục được cô ấy. Đây là cái duyên của anh chị. Mình chưa có duyên với nhau thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì mình sống bằng cảm xúc mà. Và mời anh chị đứng lên ạ. Thật sự là Tường rất là buồn, bởi vì đối với Tường đây là một cặp đôi rất là đặc biệt. Họ có rất là nhiều điều trùng khớp với nhau. Qua cái kinh nghiệm lần này thì anh cũng rút kinh nghiệm một xíu. Mình đàn ông mà làm sao mình mạnh mẽ hơn, mình quyết đoán hơn một chút, thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy rằng là người ta có thể yên tâm khi mà trao cái cuộc đời của người ta cho mình. Anh nha, và em tin rằng với một người tốt, nhân hậu và cần cù làm ăn như anh, thì em nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý để mà xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Em tin anh là một cái người sẽ rất là biết lo cho gia đình, biết thương vợ, thương con. Và em chúc anh có nhiều sức khỏe và chờ đợi cái hạnh phúc đó một ngày không xa. Yeah. Không nha. Tín hiệu đang bị nhỏ, anh nghe không rõ. Em nghe rõ chưa? Rồi. Ok. Bây giờ thì em giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc và hiện tại đang ở đâu nhé. Được rồi, em chào anh ạ, em là Tự Văn Thuyết Thình ạ. Em là Lê Văn Tài, sinh năm 99, quê Nam Định. Hiện tại là tôi sinh sống ở Hà Nội. Hiện tại công việc là đang làm bầu show quản lý ca sĩ VJ ạ. Quản lý ca sĩ VJ đúng không? Được rồi. Sống tại Hà Nội, quê Nam Định. Được rồi. Ok. Bạn muốn hẹn hò thì qua hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào bay vào đây để tham gia được không? Em bay về được ạ. Ok. Vậy là cái công việc là quản lý ca sĩ VJ sống tại ở Hà Nội ấy, thì em thu nhập mức lương của em bao nhiêu? 15-20 triệu. 15-20 triệu. Anh hỏi, đây là hỏi để biết thôi nhé, về công việc thôi. Thì em đang quản lý ca sĩ VJ nào? Tất cả ca sĩ, DJ, tất cả mọi người kiểu khách cần thuê những ca sĩ nào DJ nào em có thể cung ứng được. Là em kết nối đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà trong cái mạng lưới của em là có ca sĩ hay gà nào rõ ràng chưa? Hay là mình chỉ là kết nối thôi? Em là kiểu giữa cầu kết nối cho tất cả mọi người ạ. Là quản lý thay lần kết nối ha? Dạ vâng ạ. Rồi. Ok, em là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu thế sao? Em thì em không có điểm mạnh điểm yếu gì cả. Nói chung là em cần một cô gái là nhỏ nhắn, kiểu em cũng nhỏ, em xấu thôi. Cái tay em muốn tìm người bạn một gái nhỏ nhắn là biết đôi chút là rồi quan tâm mình với vợ của mình, công việc của mình.
Tại sao mà em về lúc về về độ tuổi thì còn khá là trẻ ấy, và anh nghĩ là cái công việc của em thì sẽ tiếp xúc với lại có bạn gái rất nhiều trong cái môi trường nghệ thuật đó, thì tại sao phải lên mạng muốn hẹn hò? Dạ em thì em cũng muốn yêu các bạn gái ở trong môi trường đó thì chung là nhiều vấn đề khác xảy ra nữa. Nhưng em muốn đăng ký chương trình này, em muốn tham gia thì một bạn gái chụp được mình. Anh chưa hiểu nhỉ? Có nghĩa là nhiều vấn đề khác xảy ra là sao? Em làm một trong môi trường đấy thì chung là nhiều cái em cũng không thể nói chương trình nhé. Thì trong môi À. trường đấy nhiều cái vấn đề khác. Ừ, có nghĩa là làm trong môi trường nghệ thuật thì tìm được bạn gái nó không có thật đúng Ừ, đúng rồi. không? Thì lên bạn muốn hẹn hò để tìm một người bạn gái thật lòng với mình hơn. Rồi. Rồi, ok. Còn điều gì em yêu cô về bạn gái nữa không? Đấy, thôi em chỉ yêu cầu một cái nhưng mà làm Hà Nội với một dòng cao 1m57 m58 mà cân À. lớn thì em thấp nhưng mà em cũng không cao, mà em chỉ yêu cầu những bạn gái như vậy thôi. Ê, tài à, mấy cảm ơn nhiều. Có sáu á, Mấy sáu em? đó em thấp. Ồ, thấp. Ừ. Rồi, ok. Tôi coi, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với em. Xong rồi em cố gắng sắp xếp thời gian mà bay vào nhá. Dạ vâng ạ, dạ. Anh nói thật là nếu mà tham gia bạn muốn hẹn hò ấy thì mọi người cũng biết đến em nhiều hơn, nó cũng tốt cho công việc của em. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ alo em chào anh nhá, thì anh giới thiệu một số những cái điểm mạnh à, một số những cái thông tin cá nhân về bản thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, lại để cho anh em mình biết về nhau cái đã. Em tên là Bùi Mạng bằng mạng mạng anh mạnh cầm cầm máy lên rồi em cái ha, Văn. tại vì mạng nó đang không có ok. Vâng. Em Rồi. tên là Bùi Văn Mạnh ạ. Em sinh năm 1992, quê ở Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang. Dạ. Em nghề nghiệp của em bán mấy xúc. Rồi. Vậy thì bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung là cũng một người nói chung là dịu dàng một chút về vấn đề là đối nội đối ngoại gọi là tạm ổn. Không, nói chung em không cầu kỳ lắm, chỉ cần nói chung là hiền dịu dàng, nói chung cao thì chiều cao thì khoảng 1m55 trở lên. Được Vâng, rồi. gọn gàng sạch sẽ biết được, không có gì cầu kỳ đâu anh Dạ rồi, ok anh. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh bay vào được không ạ? có được ạ. Dạ. Em sẵn sàng rồi, sắp xếp thời gian để vào. Dạ ok, em cảm ơn anh nhất. Hôm nay là cái buổi đầu tiên giao lưu để làm quen với anh, ý thông tin ban đầu của anh. Nếu mà chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ liên hệ với anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ chào anh. Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vâng, chào chị. Là có. Rồi chào anh, mình giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, giúp biên tập ha. Em là Đào Huy Cường, 1989, quê ở Nam Định. Ừ, hiện tại là giờ mình đang đang ở Nam Định luôn à. Dạ đúng không, đang Nam Định. Ừ. Rồi mình làm công việc gì, như thế nào? Em làm công nhân bên xưởng cất xi măng. À.
Người đây nghe rõ. Đào Huy Cường sinh năm 89, làm sản xuất xi măng đúng không? Ừ, rồi. Điểm mạnh rồi ở cho gì chương trình là ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình có bay vào được trong Sài Gòn không Cường? Bay được. Ừ. Nhưng kiểu là mình bắt trước em một thời gian để tiếp công việc mà này lại bay được. Ừ. Ok. Rồi thì đây chỉ là buổi casting thôi, thì mình cứ casting ha. Còn khi nào mình được là vòng trong thì họ mình sẽ được chương trình liên hệ lại để cho mình bay vào ha. Nó có người phù hợp nữa chứ nếu mà không có người phù hợp thì tụi này cũng không có thông báo đâu nha. Ừ, rồi điểm mạnh điểm yếu của Cường là cái gì? Chắc điểm mạnh của mình thôi. Điểm mạnh là những cái gì, ví dụ tính tình vui vẻ hài hước cái gì của mình, rồi vậy hả, sở trường của mình là gì, ca hát được, nấu ăn được cái gì đó, điểm mạnh điểm yếu của mình đó. Chắc nếu điểm mạnh em chắc là có thể là ít nói. Ừ. Chủ yếu là cũng là điểm mạnh là kiểu hơi ít nói nhiều. Điểm mạnh cũng như điểm yếu là cũng là ít nói luôn. Dạ. Rồi sở trường mình có gì không? Sở trường thì em hình như là học cái gì nhanh, làm gì cũng được. Ừ. Rồi tình trường mình sao rồi Cường? Em thì nếu tình trường thì em như là trẻ con hai mối tình. Mối tình cũng không dài lắm, tầm 5 hơn 5. Là mình có mấy mối tình? Là 2. Ừ, 2 mối tình. Rồi mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay 2 mối tình này? Mình nói cụ thể đi, mối tình thứ nhất. Dạ. Mối tình đầu tiên thì chắc là hồi đi học. Học có yêu hồi học sinh ấy, thì nó cũng không được lâu. Còn mối tình thứ hai là sau này thì là nhìn xa quá, học cách xa quá. Lúc đầu thì mình kiểu cũng là quen kiểu cùng đi làm, cùng ấy, nhưng sau kiểu nhà qua bên kia có chuyện thì nó đi về rồi không vào nữa, thế nên thôi. Là gia đình của mình dư qua bên nhà đàn cái nói chuyện rồi, nhưng mà chưa qua, chỉ là quen nhau thì kiểu trước là đi làm hay là quen nhau á. Sau làm quen nhau thì sao, lý do vì sao em với bạn đó chia tay? Thì đây em bảo là sau đó trong nhà bên lần đấy nó có chuyện này, thế là vì thông bạn ấy về không vào nữa, thế là dần dần không lạc rồi ít lạc đi rồi bắt đầu xa nhà. Rồi tính đến thời điểm này thì độc thân bao nhiêu lâu rồi? Chắc phải 5-6 năm rồi. Trong 5-6 năm mình không tìm hiểu ai sao? Vâng, em phải một tình kia xong có lấy em chán nên là em từ khi em đi làm công việc thôi nên là không cần. Có lý do gì sao mình tham gia chương trình? Kiểu môi trường kiểu đi làm này, môi trường đã ít bạn ít tiếp xúc với con gái nên là có kiến được giờ tuổi này thì ấy đâu không kiến được thì lên chương trình. Chứ ở nhà mình không, ở bên ngoài mình không tìm được hay sao? Ở quê mình không có người để làm ai làm mối hay sao? Ngoài này kiểu quê em giờ nó lứa tuổi toàn trẻ không? Em thì nó quá rồi nên là nó khó kiếm. Tầm 10 đến 18 nó đã người ấy rồi, có cặp người ấy rồi. Rồi thì bây giờ mong muốn của mình có mẫu người bạn gái như thế nào nè?
hơn với lứa tuổi này thì em thấy quan trọng mẫu chắc là chỉ hình lành chứ chỉ là được rồi chị. Hả, em nói lớn lên chị không nghe. À, chị hiền lành chứ chỉ là được rồi chị. Hiền lành thôi. Vâng, chứ chỉ là vậy được rồi chị. Rồi độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp của người ta như thế nào? Chứ mà bây giờ em nói, ví dụ như em không nói thì chị ghép em, cái bạn đó trẻ quá thì em lại bảo chương trình là sao ghép em trẻ quá thì sao? Mình phải cụ thể chứ. Vâng, thì không nếu độ tuổi thì như xem đấy, chắc là chỉ có sao cho nó gần gần, kiểu có thể tiến xa hơn được. Là sao lại ghép cho em là mấy cái bạn gần quê hả hay sao? Vợ gần miền Bắc à. Thôi đó mình phải nói cụ thể rõ ràng để cho chị biết ha. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không nè? Dạ không, còn trẻ hay già người em không có chẳng. Tầm này thì Kiến bảo là bằng tuổi hoặc rồi ông mới có 89 à, mà ông nói riết y chang cho hả, là ông hả sinh năm 6 mấy 7 mấy vậy. Khổ ghê. Không, nhưng kiểu giờ như kiểu quê là tầm này là ấy hết rồi. Nên là nó không như là không, em trong đấy thì em không biết, nhưng mà ngoài này này là hơi khó rồi. Ừ. Rồi vậy ha. À, bây giờ cái buổi casting đến đây kết thúc ha. Có gì thì ví dụ như là được lọt vào vòng trong á thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn ha. Ừ, rồi. Chào. Bên chương trình ạ. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, ngày nghiệp hiện tại của mình đang ở đâu nha. Vâng, anh chủ động nói chuyện. Vâng, họ tên là Lại Thanh Trí, sinh năm 1974, quê quán Thủy Xuân Tiên, Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trương Mỹ, Hà Nội. Rồi, công việc của anh. Đã, công việc là bên kinh doanh anh ơi. Anh kinh doanh về gì ạ? Em bên mảng ắc quy ô tô, xe điện, các loại ắc quy. Bình điện ạ. Rồi. Vậy là thu nhập của anh một tháng bao nhiêu? Anh đang làm cho công ty hay là cá nhân? Không, làm kinh doanh tự làm anh ạ. Kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do. Vâng. Rồi, anh Chí là một người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, cũng xin giới thiệu là điểm mạnh của tôi là có tính rất mạnh mẽ và có tính tiến thủ, cương quyết. Điểm yếu? Anh chủ động nói gì anh? Điểm yếu là cũng có hơi chút hơi nóng tính. Như sống rất thẳng thắn và hòa đồng, không có vấn đề cả. Rồi, thẳng thắn hòa đồng. Anh có mấy cuộc hôn nhân rồi? Cũng mới có một cuộc thôi anh ạ. Một cuộc hôn nhân nhưng mà chia tay là năm nay là năm 8 năm rồi anh ạ. Hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm? Sống được 10, chung sống được trong 12 năm ạ. Rồi, sống với nhau được 12 năm. Cháu có mấy cháu? Có 3 cháu anh ạ. 2 gái, 1 trai. 2 gái, 1 trai. Anh đang ở với lại mấy cháu? Đang ở 3 cháu ở bố tất ạ. Rồi, các cháu là tuổi như thế nào? Cháu nhất? Các cháu tuổi đầu, cháu đầu sinh năm 2003. Đang học, mà cháu thứ hai cũng bắt đầu cũng đang học, nói chung 3 đứa con đều đi học hết ạ. Rồi, cháu đầu là 2003, cháu thứ hai là bao nhiêu? 2005 ạ. Cháu thứ ba? Cháu thứ ba 2013. Một mình anh nuôi 3 cháu thì vất vả không anh? Nói chung là cũng vất vả, nhưng mà cũng vất vả mất mấy năm, nói chung đến giờ này là cũng còn ổn rồi thì mình ép cho mình. Thu nhập của anh về bên mảng kinh doanh tự do ắc quy điện ấy, thu nhập trung bình là một tháng bao nhiêu? Nói chung là cứ bình quân nhỏ, tháng chỉ được 10 triệu thôi chứ không được nhiều. Nó cũng tùy theo anh ơi, có lúc thì có tháng thì có khi kiếm được mấy
tượng có những có tháng nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố lắm. Vâng, thì một mình phải nuôi ba cháu mà lương tháng chục củ á. Vâng. Thì có khó khăn nhiều lắm hay như thế nào không anh? Nói chung là ngày trước thì cũng là khó khăn, nhưng mà cũng tự xin giới thiệu chương trình thì mảng kinh doanh mà tôi cũng làm thêm cả đá thêm cả mảng khác nữa, cho nên cũng vẫn đồng ra đồng vào để lo cho các con ăn học. Rồi, ok, bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Đã đang chăm sự nhờ chương trình tìm cho mẫu người, nói chung là cao khoảng tầm 1m52 trở lên. Khuôn mẫu và tuổi thì tầm nếu mà 40 trở về là càng tốt. Rồi. Quan trọng nhất là con người đó là phải có cái tính cách là một là mạnh mẽ, sở thích buôn bán, và cũng là có cái mang tính chất là có cái con người là quan trọng nhất. Kỷ. Sở thích buôn bán với cái gì đây? Vâng, biết buôn bán kinh doanh thì có mấy cái tính cách trung thủy. Rồi, tính cách trung thủy. Vâng, có đạo đức. Còn gì không? Vâng, đấy mong muốn của tôi chỉ như vậy thôi ạ. À, công việc của cô ấy sao? Công việc cô nào ạ? Công việc của cái người anh đấy, người anh mong muốn đấy. À, người mong muốn thì nếu mà có nghề nghiệp cũng được, mà không có nghề nghiệp cũng không sao. Tôi chỉ cần quan trọng nhất là nếu mà người cũng được, mà trong buôn bán quan trọng nhất là cái tính cách để phù hợp thôi, chứ còn việc gì tôi có thể cũng không quan ngại lắm. Rồi, thế về vị trí địa lý thì bạn ấy ở đâu thì ok? Địa lý nếu mà thực sự ra thì đến bây giờ thì cũng xin vừa nói với chương trình thì nó cũng không cầu kỳ về địa lý lắm. Nếu mà như mà họ ngày xưa thì tôi cũng có sống ở trong miền Nam, là cách đây tôi cũng sống ở trong Sài Gòn, là cũng ngày xưa lúc tuổi thanh niên là sống mười mấy năm, cũng cả 6-7 năm. Vâng, hỏi anh là vị trí địa lý thì bây giờ như thế nào cho nó phù hợp để mà hai người có thể hẹn hò với nhau? À, địa lý thì bây giờ nếu mà ở được, mà ở trong nói thì bỏ nói nước đôi, ở ngoài này được, ở trong miền Nam cũng được, thì có thể tôi lại vào miền Nam làm ăn trong cái tập trung là được tốt. Nhưng mà con cái thì ai nuôi nếu con mà anh vào Sài Gòn? Con cái thì bây giờ ví dụ như là bây giờ nhà cửa ngoài này thì vẫn đầy đủ rồi, tôi thì hai đứa con gái thì nói chung là tôi chỉ cần cho một thằng con trai đi cùng thôi, còn đứa hai đứa con gái ở ngoài này cháu vẫn ăn học, vẫn tôi vẫn ấy lo tài chính cho con cháu để nó ăn học. Dạ rồi, ok anh. Vâng. À, anh không thích phụ nữ như thế nào? Nói chung là anh không thích người phụ nữ là sợ nhất cái tính lăng nhăng, xong rồi là cái lăng nhăng là tôi sợ nhất, tôi bị đổ vỡ là vì vợ có tính lăng nhăng đấy. Ok nhá, thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chương trình tìm được cái người phụ nữ mà phù hợp với anh thì sẽ liên hệ lại với anh ha. Vâng ạ, rồi thế cũng cảm ơn chương trình, thì nói thật với anh thì trong cái cũng 8 năm rồi thì bây giờ mình thì cũng thời gian nó cũng dài, là cái thứ hai nữa là lúc dài, cái lúc cháu nó còn nhỏ thì cái điều kiện kinh tế cái này con nó còn nhỏ quá, nó vất vả, mình chưa dám nghĩ đến cái điều đó. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Vâng, rồi thì em cảm ơn anh nhé.